với Hưng Yên, lúc sinh thời, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho tỉnh sự quan tâm đặc biệt. Những sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đoàn kết đồng lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa, để quê hương Hưng Yên ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa. Ngay từ những năm đầu tái lập tỉnh, năm 1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã về thăm và làm việc tại Hưng Yên, đồng chí đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân, thị xã Hưng Yên, thăm trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, trường Năng khiếu Hưng Yên, Văn miếu Xích đằng và thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Năm 2013, trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã về làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hảo, dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tặng quà hai gia đình chính sách tại Nhân Hòa. Năm 2015, nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch để phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp, thế mạnh của tỉnh giáp với thủ đô Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao đời sống cho nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư lưu ý tỉnh phải có chiến lược phát triển để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của mình, đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh khá trong cả nước như mong mỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời. Ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, dự lễ trồng cây mùa xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại tại thành phố Hưng Yên, thăm và chúc Tết công nhân công ty cổ phần Mai Hưng Long 2 tại thành phố Hưng Yên. Đồng chí Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều người con có đóng góp lớn trong suốt chiều dài xây dựng và bảo vệ đất nước. Thành tích của Hưng Yên nó góp phần vào làm cho đất nước chúng ta cũng phát triển. Hôm đó đến văn phòng Trung ương thì tôi cũng đang ngồi xong cũng nảy ra mấy câu thơ, bắt chiếc thơ của Bác Hồ thôi. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng lợi tin vui khắp nước nhà, cả nước hân hoan mừng xuân mới. Có đúng không? Cả nước hân hoan mừng xuân mới, khải hoàn ta viết tiếp bài ca. Đến đây thì riêng với Hưng Yên thì nghe các đồng chí cái năm qua cũng thắng lợi, là bất chiếc thơ Bác Hồ. Năm qua thắng lợi vẻ vang, Hưng Yên năm tới phải càng thắng to. Năm 2021, nhân dịp tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua 80 năm thành lập và phát triển, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo nhân dân viết lên những trang sử hào hùng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt hơn 35 năm đổi mới và sau 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh, Hưng Yên tiếp tục làm nên những thành tựu to lớn. Tổng Bí thư khẳng định, những kết quả thành tích của tỉnh Hưng Yên đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn có nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống lịch sử vẻ vang của một vùng đất văn hiến giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được cùng những khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên chúng ta sẽ đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, xây dựng Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển tiến bộ, đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa, quê hương ta ngày càng hưng và ngày càng yên hơn nữa. Chúc Hưng Yên tiến thật xa, Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, những lời chúc, niềm mong mỏi của đồng chí sẽ mãi là mục tiêu cao cả để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hiến cách mạng anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại 1 đến năm 2037, dấu mốc kỷ niệm 40 năm tái lập, tỉnh Hưng Yên cơ bản đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương và trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.